Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ công bố giải xe đạp VTV Cup Tuần Hoa Sen 2020 đã được diễn ra. Trong lần thứ 5 tổ chức, giải sẽ đưa các tay đua đi qua một hành trình đặc biệt để kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của VTV, đồng thời khẳng định sự hiệu quả của công tác chống dịch COVID-19 tại nước ta. Trong lần thứ 5 được tổ chức, giải xe đạp VTV Cup Tuần Hoa Sen 2020 sẽ vượt qua 1.156 km. Xuất phát từ thủ đô Hà Nội vào ngày 2 tháng 9, các tay đua sẽ đi qua các tỉnh, thành phố gồm Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và sẽ kết thúc ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào ngày 10 tháng 9. Đặc biệt, giải xe đạp VTV Cup Tuần Hoa Sen 2020 có chủ đề là Tự hào 50 năm VTV nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV. Ở giải năm nay, 10 đội đua mạnh trong cả nước sẽ thi đấu tranh các giải cá nhân và đồng đội có tổng giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng. Với thông điệp vòng quay lan tỏa, giải đua tiếp tục là cơ hội để các vận động viên xe đạp Việt Nam được thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn. Với sự nỗ lực của ban tổ chức, sự công tâm của tổ trọng tài cùng tinh thần thi đấu trung thực và cao thượng của các vận động viên, giải xe đạp VTV Cup Tuần Hoa Sen 2020 sẽ tiếp tục là một sân chơi chuyên nghiệp đầy ý nghĩa, đồng thời để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ thể thao. Khi cơn bão đi qua, mọi thứ đã trở lại một thời kỳ mới. Nhưng những giá trị vẫn còn mãi với những con người quả tạo. Đó là tinh thần đồng đội, sự dũng cảm và mưu trí để chiến thắng những trở ngại. Những cung đường lần đầu tiên đặt chân tới. Với 9 chặng đua và 1.156 km. VTV Cup Tuần Hoa Sen 2020. Vòng quay lan tỏa, Việt Nam chiến thắng. Gala trao giải sẽ diễn ra tại khu du lịch cửa biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.